Không xù nợ Trung Quốc, ông Trump có bài tính mới. Trong cuộc họp báo ngày 1 tháng 5 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng ông đã nhìn thấy bằng chứng giúp ông tự tin rằng virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh COVID bắt nguồn từ Viện Virus Học Vũ Hán, WIV của Trung Quốc. Ông Trump từ chối đưa ra bằng chứng cụ thể nhưng thông báo rằng Mỹ đang tích cực điều tra thông qua các nhà khoa học và lực lượng tình báo lẫn các kênh. Joe Biden dẫn lời Tổng thống Trump nói, chúng tôi sẽ biết được trong tương lai không quá xa, tuy nhiên bất kể đó là do họ phạm sai lầm hay có ai đó đã làm có chủ đích, chuyện tồi tệ đã xảy ra. Cùng ngay, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói sars cov 2 có nguồn gốc ở Vũ Hán, nhưng chưa thể xác định phát ra từ WIV, khu chợ hay nơi nào khác, vì chính quyền Trung Quốc vẫn chưa chấp nhận để Mỹ xác minh những thông tin này. Cộng đồng tình báo Mỹ trước đó tuyên bố thống nhất với ý kiến được giới khoa học đồng thuận rộng rãi là SARS-CoV-2 không phải do con người tạo ra hay được chỉnh sửa gen, dù bệnh này bắt nguồn tại Trung Quốc. Dù vậy, cộng đồng tình báo Mỹ nhấn mạnh sẽ tiếp tục kiểm tra nghiêm ngặt những thông tin mới nổi để xác minh liệu COVID-19 bùng phát sau khi người tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh hay đại dịch là kết quả của một sự cố trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Việc tiếp tục kiểm tra ở Trung Quốc xuất hiện từ việc nước này tiếp tục từ chối sự hiện diện của giới khoa học nước ngoài tiến hành điều tra WIV. Ông Gordon Gali, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Trung Quốc hôm ngày 1 tháng 5 thông tin, nước này đang tiến hành các cuộc điều tra về nguồn gốc COVID-19, nhưng đến nay vẫn không cho phép WHO tham gia dù WHO nhiều lần đề nghị. Theo ông Gali, WHO cũng chưa thể tiếp cận nhật ký làm việc tại hai phòng thí nghiệm nghiên cứu virus tại Vũ Hán, gồm WIV và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Tuy vậy, từ mọi bằng chứng thu thập được đến nay, WHO cũng tin rằng SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ tự nhiên, không phải do con người chế tạo. Nhà trắng chưa từ bỏ ý định buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm và trả tiền vì đã không kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 khiến nó lây lan sang Mỹ gây thiệt hại nặng nề. Tổng thống Trump tuyên bố ông không có kế hoạch trừ nợ khoản tiền Mỹ đang vay của Trung Quốc để thanh toán cho hóa đơn Covid-19 và khẳng định có nhiều cách để buộc Trung Quốc phải trả tiền. Khi được hỏi liệu có cân nhắc việc Mỹ ngừng thanh toán các khoản nợ của mình như một cách để trừng phạt Bắc Kinh hay không, ông Trump nói không, tôi không làm vậy, tôi sẽ làm điều tương tự, thậm chí sẽ có thêm nhiều tiền, có thể bằng cách áp đặt thuế quan với hàng hóa của họ, vì vậy tôi sẽ không làm cái việc xù nợ của họ. Tổng thống Mỹ cho rằng đó là một hành vi thô lỗ và có nguy cơ phá giá trị của đồng đô la Mỹ. Ông Trump cảnh báo có thể lựa chọn biện pháp đánh thuế hàng hóa Trung Quốc trị giá lên tới 1.000 tỷ đô la Mỹ để trả đũa thời gian này ông trump đang nói rất nhiều rằng những mối quan tâm của ông về vai trò và trách nhiệm của trung quốc đối với nguồn gốc và sự lây lan của virus hiện đang là ưu tiên số một xếp trên cả việc xây dựng một thỏa thuận thương mại giai đoạn một với bắc kinh vốn từng thống trị các chương trình nghị sự của tổng thống mỹ dẫu vậy khả năng trung quốc và mỹ lao vào cuộc chiến thương mại mới gây lo ngại cho các doanh nghiệp mỹ các nhà kinh tế cảnh báo rằng một chiến lược như ông trump đe dọa thực hiện có thể gây tác dụng ngược có khả năng biến những gì hiện đang là một cuộc suy thoái trở thành một cuộc khủng hoảng toàn diện Joe Zulas, nhà kinh tế trưởng tại RSM cho rằng khởi động một cuộc chiến thương mại mới vào thời điểm này là ý tưởng điên rồ. Ông Joe Zulas nhận xét đây là hoàn toàn điên rồ, đó chính xác là những gì mà nền kinh tế Mỹ không cần. CNN cho biết trong quá khứ cuộc đại khủng hoảng đã trở nên tồi tệ hơn bởi sau một cuộc chiến thương mại toàn cầu, năm 1930 quốc hội đã thông qua đạo luật Smart hawley áp đặt thuế quan đối với tất cả các quốc gia vận chuyển hàng hóa đến Mỹ các quốc gia khác trả đũa bằng thuế quan của riêng họ đối với các sản phẩm do Mỹ sản xuất. Nếu bây giờ ông Trump lặp lại sai lầm đó thì Tổng thống Mỹ có thể làm sâu sắc thêm cuộc suy thoái đang diễn ra vì căng thẳng thương mại mới, có thể khiến hiệp định thương mại Mỹ-Trung năm ngoái nổ ra, thuế quan cao hơn hoặc có thể khiến thỏa thuận giai đoạn 1 bị hủy bỏ và làm gia tăng tình trạng không chắc chắn của các công ty trên toàn thế giới và làm nguồn cung toàn cầu gián đoạn nghiêm trọng. Chuyên gia Bruce Sulas nói mở ra một phần tiếp theo của đạo luật Smoot-Hawley là một ý tưởng hoàn toàn tồi tệ. Ông nhắc lại rằng thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc không trừng phạt trực tiếp đến Trung Quốc mà các doanh nghiệp Mỹ và hộ gia đình Mỹ phải trả các khoản thuế đó. Hơn nữa khi Mỹ tuyên chiến với Bắc Kinh vào cuối năm 2018, nền kinh tế Mỹ đang ở thời điểm đủ mạnh để chống đỡ một cuộc chiến thương mại, còn hiện nay các cố vấn của ông Trump cũng cảnh báo về tỷ lệ thất nghiệp 20% và khả năng sụt giảm 40% GDP Mỹ. Nói chung nền kinh tế đang cực kỳ dễ tổn thương và sẽ khó khăn để đối phó với một cuộc chiến nữa.